Bài ca Người lính. Nhật ký Bùi Đức Liễn, số 3, giọng đọc Hải Yến. ngày 26 tháng 8, lúc này quãng 9-10 giờ sáng, mình nằm nghỉ dưới một lùm cây cọ thấp và cây lá chằng chịt, kín lắm, chắc chả tia nắng nào xuyên qua được. Khó nằm quá, vì dọc theo sườn đồi dốc, toàn khẩu đội 6 mình với một khẩu đội của D5 nằm nghỉ ven đồi này. Còn mấy khẩu đội của đại đội mình đi độc lập nằm trên kia, tất cả vẫn bình an. Nhưng đài trong kỳ này yếu, nghỉ ở nhà. Mình lo cho sức khỏe của đài quá, không biết sau này ra sao. Thế là qua một đêm hành quân, nghỉ 3 chặng. Quãng 12 giờ rưỡi khuya thì đơn vị đến đây. Cũng may là không phải đào công sự, chỉ phải sửa lại vì đã có sẵn. 1 giờ sáng dọn chỗ nằm và mắc màn đi ngủ. Sau những chặng đường xa vác nặng, mệt mỏi, mình thiếp đi ngay trong giấc ngủ ngon lành cho đến sáng. Nói chung, đêm qua hành quân tương đối mệt. Tuy chặng đường chỉ quãng trên dưới 20 cây số, mình khiêng vác đầy đủ những thứ nặng nhất, liên tục, không kém những đồng chí khác khỏe. Cuối cùng, mình đã về đến đích thắng lợi. Đêm nay sẽ còn gay go hơn, gian nan hơn. Biết làm thế nào khác ngoài sự cố gắng chịu đựng của bản thân. Trời hôm nay không tốt lắm, có lúc nắng, có lúc trời lại sầm lại, đôi lúc lác đác ít hạt mưa. Thôi đi nghỉ. À, đêm qua trong chặng nghỉ thứ 3, mình đã phấn khởi hứng lên và ngâm mấy câu trong bài thơ của Tố Hữu, Yêu đời biết bao. Gần 18 giờ 30 phút, giờ xuất phát, bước vào đêm thứ 2 của kỳ diễn tập. Đêm nay sẽ vượt sông, qua rừng, qua suối, gầy gò lắm đây. Hôm nay, đôi vai và sống lưng mình đã hơi đau, ê hơn. Đấy là cái gầy gò, nhưng sẽ quen thôi, sẽ khắc phục, quyết tâm vượt qua. 27 tháng 8, đang chặng đường hành quân gầy gò nhất thì mưa. Mưa rừng to quá, tất cả phải dạt vào hai bên đường tìm chỗ trú mưa. Mình và Ước nhanh nhẹn chạy vào cái lều ven đường. 28 tháng 8, hôm qua đang ghi thì được lệnh lên đường ngay nên phải ngừng. Đêm hôm kia, gần 19 giờ xuất phát ra bến đò. Nhiều chiếc thuyền của địa phương đưa bộ đội qua sông, đến hàng chục chuyến. Lên bến, đi quá 1 cây số thì nghỉ và ăn cơm ở đây. Sau đi liền một mạch đến địa điểm, quãng 23 giờ vào nhà dân ngủ. Chuẩn bị chỗ nằm, giấc ngủ ngắn nhưng thật ngon lành đã đến với mình. Đối với người chiến sĩ, sau những chặng hành quân dài mệt nhọc, được vài tiếng ngủ thì thật thú vị, sung sướng vô cùng. Giờ nghỉ đối với bộ đội quý lắm. 3 giờ 15 phút sáng dậy đi lấy cơm. Ăn xong, ra đường chuẩn bị đội hình và quãng 5 giờ rưỡi tiếp tục lên đường. Sau độ 1 giờ hành quân đường rừng thì bắt đầu leo đèo vượt rừng. Đây là chặng đường gian khó nhất. Đường đèo nhỏ ngoằn ngoèo, lúc lên lúc xuống, mấp mô đá cây, dây rừng, suối. Chân trồn vai mỏi, vác nặng, mồ hôi ra nhễ nhại. Từng bước đi lại từng giọt mồ hôi trên mặt rơi xuống. Tựa như sau trận mưa, những hạt mưa còn đọng trên mái nhà, lá cây, thỉnh thoảng thánh thót rơi. Mà đoạn này trên cho đi dài quá, có lẽ cố cho qua hẳn đèo đây. Đấy, vất vả gian nan vậy đấy. Lần đầu tiên trong đời, mình nếm đủ mùi vị cuộc đời. Lần đầu tiên, vượt đèo đi sâu hơn vào rừng. Nhưng mình đã cố gắng khắc phục, quyết tâm, nên đã cùng đồng đội qua được đèo hiểm trở. Nghỉ tại đây, khu rừng miền Tuyên Quang, lúc đó quãng hơn 9 giờ. Toàn khẩu đội bắt tay vào công việc. Người làm lán, người đào công sự, mặc dù mệt và đói, công việc cũng hoàn thành tốt. Hơn 16 giờ xong tất cả. Ăn cơm xong, bọn mình mò đi tắm suối. Trời, suối đẹp quá, thú vị quá. Từ lán,
vẫn nghe rất rõ tiếng nước chảy ào ào. Đến nơi là tắm ngay, nước suối trong vắt mát lạnh. Chào, thú vị thật. Tắm suối lần này, mình lại nhớ lần tắm suối với Thọ hồi cắm trại ở núi Dạm. Ôi, những kỷ niệm ngày xưa, hồi niên thiếu đã đi vào dĩ vãng của quá khứ. Ai có thể lường được rằng ngày nay mình lại có những ngày sống như thế này. Những tảng đá rất to dọc theo suối, nước chảy tưởng như vĩnh viễn vô tận. Dòng suối bất tử, dòng suối làm việc sôi nổi nhiệt tình lắm. Và rừng núi ngút ngàn nơi đây. Ở đây nhiều dãy núi rất cao, những dãy núi toàn đá lởm chởm sắc cạnh, cao lắm. Nhiều dãy núi rậm, cây cối tùm già cỗi, muôn ngàn loại cây lá khác nhau. Và đây chim rừng. Ngay từ những ngày đầu đặt chân lên Phú Thọ, mình đã để ý đến tiếng chim. Lúc ấy, đặc biệt nhất có con chim bắt cô chói cột. Nhưng hôm qua, càng bước sâu vào rừng, vào núi, tiếng chim càng thánh thót, rộn rã hơn bao giờ hết. Tiếng hót của muôn loại chim khác nhau cất lên như hòa thành một bản nhạc giao hưởng của một nhạc sĩ thiên tài. Có nhiều con hót hay, giàu âm điệu đến nỗi mình phải thốt kêu lên, trầm trồ và không tài nào cất bước được. Cứ đứng lặng nghe chúng hót. Ước gì bắt được con chim ấy mà nuôi chơi thì thú vị biết bao. Cuộc đời tưởng đẹp và hạnh phúc gấp bội. Quả thực, tiếng chim hót hay đã gây cho mình nhiều cảm xúc, nhiều ý nghĩ rất đẹp, rất nên thơ. Sau khi tắm mát xong, ra về là ngủ ngay. Chiếc lán rất tốt, lúc đi nằm khoảng 19 giờ thôi, giấc ngủ ngon lành đến với mình ngay, mình dễ ngủ quá, nhất là đêm qua cũng vì mệt mỏi nữa. Đến nỗi lúc 12 giờ đêm, ồn ào vì chuyện gác không được tốt, hầu như ai cũng phải thức giấc. Ấy thế mà mình vẫn không hay biết gì, tài ngủ quá, mà ngủ ngon say như ở nhà, chứ không xa lạ gì. Không tưởng là rừng nữa. Giấc ngủ đã giúp mình lấy lại sức khỏe. Sáng nay dậy và đi lấy cơm ăn ngay. Nghỉ hơn một tiếng thì họp khẩu đội. Lại nghỉ. 10 giờ hơn, ăn cơm phụ. Bây giờ cả khẩu đội lại lăn ra ngủ để có sức lực đêm lao vào chiến đấu trận đầu tiên. Lúc này mình thức trực nhật là 11:30, trực đến 12:30. Thế là những chặng đường gian nan vất vả ta đã vượt qua được. Những ngày đêm chiến đấu hành quân tới sẽ còn nhiều khó khăn gian khổ hơn. Hãy quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhé. Thôi ngừng lại, nằm nghỉ đã. Chán quá, sờ lại tiền thì rơi đâu mất 5 hào. Lơ đãng vụng quá, chả chú ý tí nào. Còn lại một mình thức. Xung quanh anh em họ ngủ cả. Yên lặng, tĩnh mịch. Chỉ thỉnh thoảng tiếng hót thánh thót trong trẻo ngân vang của các loại chim điểm vào. Mà lúc này tiếng chim có thưa đi đôi chút. Nhìn lại những tấm hình người thân lại càng thấy buồn và nhớ. Nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ các anh em, các cháu, bạn bè vô cùng. Mẹ có biết không, lúc này đứa con đi xa giữa nơi rừng rậm, núi cao, điệp trùng đang nhớ mẹ ra giết. Con đi trăm núi ngàn khe, chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm. Nhớ thương con bầm yên tâm nhé, bầm của con mẹ vệ quốc quân. Những câu thơ đầy xúc cảm của Tố Hữu lúc này sao mà hợp thế, đậm đà, trìu mến vô cùng. Mình lại thương em Quán, giờ đây làm việc ở Ninh Bình đầy nguy hiểm. Thương em quá, không biết giờ đây em đang làm gì, ở đâu? Chiếc ảnh em bế thằng Hải còn đây. Em đang cười rất thoải mái, hồn nhiên, đẹp quá. Nhớ thằng Hải ghê cơ. Chắc bây giờ nó đang nghịch, chạy ra trò đây. Hôm nào được về thăm gia đình, chơi với nó thì thú biết bao. 29 tháng 8, quãng gần 6 giờ sáng, trung đội đóng ven rừng, ngồi bên công sự chuẩn bị nhận lệnh tiến. Ngày kia bộ binh đã đánh bộc phá,
Lúc này trung đội trưởng đang kể chuyện kháng chiến, các chiến sĩ đang chăm chú nghe. Chiều qua, 18 giờ đúng xuất kích lên đây và đào công sự. 21 giờ rưỡi xong đi nghỉ. 23 giờ mình dậy gác đến 24 giờ. Đêm rừng âm u, tịch mịch lắm. 4 giờ sáng dậy ăn cơm nắm. Đêm qua, đào công sự rất vất vả. Tối đen như bưng, cách xa nhau 3-40 phân mà không nhìn thấy nhau. Cứ thế mò mẫm mà đào, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành tốt. Trận 2, trận diễn tập phục kích, hơn 7 giờ sáng. Lúc này cả khẩu đội đang chờ lệnh xung phong. Anh em nói chung đã mệt, riêng mình sáng nay mệt lại đói, đang khắc phục. Bây giờ là 6 giờ chiều, cả đơn vị đang nằm nghỉ trong rừng tre trúc. Những cây tre trúc nhỏ rất thẳng, mấu hầu như không có, nom thích vô cùng. Các cây này mà làm cần câu thì thú ra trò, hứng lắm. Nhiều người bảo họ thường chặt tre ở đây, xuất biên làm cần câu. Đúng, những cái cần này rất xứng đáng cần câu Việt Nam. Lúc này mình lại nghĩ tới NT Cường. Cường mà được cái cần câu này thì sướng lắm đây. Sáng nay, 8 giờ phát hỏa, DKZ xung phong. Độ 20 phút sau trận đánh kết thúc, về ăn cơm, mình lại tranh thủ làm được một cái ống nước. 12 giờ xuất phát, hành quân đến khu rừng tre này. Lúc này quãng 3 giờ 30 phút chiều, thế là lại đến địa phương mới. Ăn cơm xong 6 giờ chiều, lại sắp xuất quân nữa đây. Sáng nay 3 giờ 30 đã ra trận nên chẳng ngủ được mấy, bây giờ tranh thủ ngủ tí vậy. 30 tháng 8, thế là hôm nay đã là 30 rồi. Mùng 4 tháng 9, mấy hôm liền không ghi được chút nào, cũng vì thời gian gấp quá. Bây giờ quãng 1 giờ chiều, mình cùng đơn vị nằm nghỉ ở một khu rừng thuộc tỉnh Vĩnh Yên. Trời nóng oi mà lại nằm luôn xuống cỏ không chiếu nên lại càng khó ngủ quá. Đêm nay, đơn vị DKZ mình lại sang C6 phối hợp đánh đồn. Đây là những trận công kiên cuối cùng của đợt diễn tập. Kỳ diễn tập này dài quá. Mới đầu ai cũng tưởng 5-6 ngày thôi. Ai ngờ đến tận hôm nay vẫn chưa xong. Có lẽ mùng 8 này. Đêm kia, mùng 2 tháng 9, toàn tiểu đoàn hành quân đến đây quãng hơn 12 giờ đêm. Đào công sự, nhưng một lúc trời đổ mưa. Thế là may quá, được vào trường học nghỉ, tranh thủ ngủ được đến sáng. Tối qua, lấy gạo ngoài huyện Tam Dương, gần nửa tháng nay mới có dịp về đồng bằng. Gặp hàng quán, lính ta tha hồ ăn quà, bánh, chuối, tất cả vơi đi nhanh chóng. Dạo này đêm sáng trăng nên không khí đỡ buồn, không như những ngày ở rừng buồn tẻ dạo nọ. Mùng 7 tháng 9, suốt nửa tháng trời, chiều nay mới được nhẹ nhàng thoải mái thật sự. Cái cảm giác của người mà sau bao ngày gay go vất vả, gian khổ, nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Chiều nay, vừa ăn cơm xong, ngồi hóng mát ven đường xã Hưng Đạo, Tam Dương. Sau 2 ngày mưa tầm tã, chiều nay trời quang, mát, mặt trời cũng yếu ớt, ló ra khỏi đám mây u ám. Mai sẽ tổng kết, và chắc là đêm mai sẽ hành quân về. Không hiểu tối nay có được xem phim không. Nhớ lại trận đánh đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5, đường đi xa quá, có đến chục cây số mà nhiều đường ruộng lầy lội, ẩm ướt, vất vả. Chiếm lĩnh trận địa xong, 12 giờ đêm phát hỏa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ra về, mình rất mệt, cộng với cái thời tiết ẩm lạnh nên hành quân vất vả, buồn ngủ lắm. Trên đường đi bị lạc, anh em xa thêm hàng chục cây số. Ai cũng mệt và buồn ngủ. Mãi đến 5-6 giờ sáng, đơn vị mới về đến trường học. Nói chung, đêm đó ai cũng vất vả gian nan. Có lẽ đó là một trong những đêm gian khổ lặn lội nhất từ mấy tháng nay. 12 giờ đêm mùng 5 tháng 9, trời bỗng nổi dông, lán phải sửa lại hết. Quãng nửa tiếng sau, trời đổ mưa chút nước, mưa to gió lớn, lán của mình, thạch, đọc, ngọc, tan hoang.
chiếu và quần áo ướt hết. Lập tức Thạch vội làm tạm luôn cái lán con. Sau đó độ nửa tiếng hai thằng vào chú cũng tạm được, ướt đầu thì khỏi ướt chân. Thế là hai thằng ôm nhau mà ngủ, mệt nhọc nên hai thằng cũng thiêu thiêu được chút. Sau lại bừng dậy vì gió mưa lớn quá, lại phải sửa lán. Một thôi một hồi sau mới ngủ lại được, mà chỉ ngủ được với nghĩa hẹp nhất của chữ ngủ. 5 giờ lại đến phiên gác, ngồi bo bo lấy súng, co rúm người lại vì lạnh, vì mưa gió. Cứ như thế cho đến lúc ăn cơm, rồi đến tận 12 giờ trưa mới có lệnh vào trường nghỉ. Vào đến trường thì ẩm ướt hết. Như vậy, suốt cả đêm mùng 5, rạng mùng 6, cả ngày mùng 6 nữa, bọn mình phải đấu tranh gay go với mưa gió. Mặc dù mưa to gió lớn mà hai khẩu đội vẫn chịu đựng trên đồi heo hút. Những đêm ngày đó nghĩ mà khổ, gian nan vất vả quá. Ai cũng kêu khổ, cũng kêu vất vả. Ai cũng ướt rét, cũng đói. May mà trời mới hơi lạnh thôi. Giờ đây tả sao chân thực hết những đêm ngày gian khổ, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt đó. Trong những giờ phút nằm co ro chờ thời gian trôi qua của cái đêm nghiệt ngã ấy, mình đã nghĩ đến gia đình. Mình nhớ lại cũng buổi chiều cuối thu, cách đây 2-3 năm về trước. Hôm ấy tan học, mưa gió rất to kéo dài mãi, không về thì trời tối và đói. Mình và mấy cậu bạn kiên quyết lao chạy về, chạy đuổi băng băng trong mưa gió. Chẳng mấy chốc người ướt như chuột, cứ chạy hết Đê La Thành qua Hàng Bột và cuối cùng đã về tới nhà. Toàn thân ngấm lạnh, mẹ mình bảo phải tắm ngay và thay quần áo, nếu không sẽ cảm. Thay quần áo xong, vào bếp sưởi ấm, sau đó lên giường, quây chăn bên mẹ, bên anh em, thật ấm áp hạnh phúc. Xong ăn cơm, bữa cơm ngon lành, thú vị. Mình nghĩ lại những giờ phút ấm cúng bên gia đình trong những giờ phút gay go đó, và thấy không ngờ giờ đây mình lại sống trong giờ phút khó có thể lường được trong đời. Ôi những ngày xưa, sao mà nhớ những kỷ niệm êm đẹp đó quá. Nhớ quá, nhưng cũng thật may cho mình, vẫn khỏe không bị cảm. Mình nghĩ đấy cũng là một bài học rèn luyện hắc búa cái gian nan gian khổ khắc phục. Mình đã chịu đựng và là một chiến thắng đáng mừng chứ sao. Nói chung, đợt diễn tập này, bao nhiêu cái gian khổ vất vả nhất mình đã được nếm mùi, chắc chắn còn nhiều cái gian khổ hơn. Mình cũng tin rằng những cái ngày nay đã chịu tốt thì những cái gian khó hơn nữa cũng sẽ hoàn thành. Đấy là đường đi đúng đắn của người chiến sĩ, vì nhân dân quên mình. Mực đã cạn lắm rồi, trời cũng đã tối dần, mình ngừng bút. Tam Dương, Vĩnh Yên. Đêm rằm Trung Thu. Đêm rằm Trung Thu thứ 20 trong đời mình, Tết Trung Thu đầu tiên trong đời sống quân đội. Lần đầu tiên trong đời mình không được ăn Tết xa gia đình, xa họ hàng, bè bạn. Đêm rằm sao nhớ những người thân đến thế. Nhớ những Tết Trung Thu năm xưa vô cùng, lòng mình buồn quá. Nhìn trăng ta nhớ quê nhà, nhớ người ruột thịt giờ xa lâu rồi. Tết xưa sao nhớ bồi hồi, những ngày thơ ấu giờ thời đã qua. Chắc giờ phút này gia đình đang vui Tết, ăn bánh, nhưng chắc niềm vui không được trọn vẹn. Gia đình mình năm nay vắng đi nhiều quá còn gì. Liễn, Quán, Phan, có thể Dư nữa. 21 giờ kém 5. Sau đợt diễn tập 18 ngày đêm, mình đã hoàn thành tốt và về đến nhà đêm qua 21 giờ. Tư tưởng thân thể thấy nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng. 21 tháng 9, 9 giờ 55 phút. Dưới lùm cây nhãn sum suê, râm mát, toàn khẩu đội thảo luận câu hỏi chính trị. Không khí thảo luận sôi nổi liên tiếp và ở mỗi người đều nói lên quyết tâm rèn luyện, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà đảng yêu cầu. Nhưng còn có đồng chí chưa chịu phát biểu như Ước, có người còn làm việc riêng. Đơn vị sẽ còn học,
từ 16 tháng 9 đến hết tuần này, 25 tháng 9. Dạo này học ngoài thao trường cũng thoải mái nhẹ nhàng, thỉnh thoảng học đêm. Học đêm thú vị lắm, mát và chóng hết giờ hơn. Dạo này sáng ra thì lạnh, nhưng trưa thì nóng. Thời tiết trên miền này là vậy. Sáng dạo này hay chạy vũ trang cũng hốt. Từ hôm đi diễn tập về, mình vẫn khỏe. Thấy khỏe và thoải mái hơn, thật đáng vui. Nhiều khi hứng lên lại hát, ngâm thơ, có vẻ yêu đời lắm. Lại vào thảo luận tiếp giờ cuối. Chán quá, hơn một tuần nay mình không nhận được một lá thư nào. Đan, Cường, Quán, không hiểu bưu phẩm của gia đình mình lĩnh được chưa. Chiều qua đại hội quân nhân, giữa giờ giải lao của buổi họp thì nhận được thư Hy, Đan. Mình mừng và sung sướng vô cùng, bóc thư và nghiến ngấu xem ngay. Những dòng tình cảm bấy lâu mong chờ, những dòng tình cảm chân thành của Hy, Đan đã gây trong mình một niềm xúc động tận đáy lòng, một niềm vui, nỗi buồn xa vắng. Hy ơi, Đan ơi, Liễn nhớ các bạn vô cùng. Hy, Đan, những người bạn đối với mình thắm thiết, thông cảm như anh em ruột, những người bạn tâm giao cùng sống và học tập 3-4 năm trời nay. Giờ đây, Liễn phải xa các bạn đã gần 4 tháng và còn xa nữa, biết bao giờ gặp lại nhau, chuyện trò tâm sự sống lại những ngày nên thơ xưa. Liễn buồn nhớ và luyến tiếc những chuỗi ngày đẹp đẽ, vui có, buồn có của cuộc đời học sinh. Hy, Đan cũng đã cùng chung một ý nghĩ đó như Liễn. Trái tim chúng ta hòa cùng nhịp đập. Chúng ta hãy chờ đón tích cực ngày huy hoàng của đất nước, miền Nam giải phóng, tổ quốc thống nhất, ngày họp mặt của tình bạn thiêng liêng và cao đẹp. Chờ đón Hy, Đan thân yêu nhé. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.